Thanh niên cầm súng nhựa gây náo loạn trước bến xe miền Tây. Ngày 3 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ, cầm một vật giống súng đứng giữa đường, gây cản trở giao thông ở trước bến xe miền Tây, quận Bình Tân. Theo hình ảnh clip, nam thanh niên cầm vật giống khẩu súng, lăm chỉ vào các tài xế ô tô trên đường Kinh Dương Vương, đoạn trước bến xe miền Tây. Thấy biểu hiện bất thường của người này, tài xế không dám di chuyển, khiến giao thông kẹt cứng, rối loạn. Trong khi đó, ở một clip khác, cũng nam thanh niên này chạy xe máy lòng vòng bên trong bến xe miền Tây, chỉ vật giống súng vào các xe đến đón khách. Phát hiện, một bảo vệ bến xe đi đến tiếp cận đứng nói chuyện với người này và ra hiệu cho mọi người xung quanh tránh ra. Theo bến xe miền Tây, sự việc xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 11, nam thanh niên sau đó đã bị công an khống chế, đưa về trụ sở để kiểm tra, xử lý. Theo đó, nam thanh niên có dấu hiệu bất thường về tâm lý và chưa tấn công người nào. Theo đại diện bến xe miền Tây, trước đó người này đã một vài lần có hành động quậy phá ở khu vực và bị các bảo vệ ngăn chặn.